Xin chào các bạn, trở lại kênh bảo vệ chó của mình. Mình có mấy chú chó thật tội nghiệp nên mình cũng thường cho nó ăn, cho nó tắm nữa các bạn. Thì hôm nay mình sẽ mần gà, mình lấy lòng gà mình xào xào mướp mình ăn cơm chiều các bạn. Thôi giờ mình ra sao mình bắt gà mình xào mướp. Rồi mình hôm nay mình với chú Mật, chú chó Mật đi bắt gà xào mướp thôi. Chào các bạn. Đây ba mình ba bắt sẵn hai con gà để ngày mai có khách các bạn ơi, nên giờ mình phải mần, mình lấy cái lòng gà mình xào mướp trước các bạn. Rồi nãy giờ mình tắm trắng nè các bạn ơi, mình tắm trắng nè, trắng bóc luôn nè. Bây giờ mình lựa cái ba cái gan tim đồ mình lấy mình xào các bạn. Rồi chung lại trứng hà luôn nữa các bạn. Đó, giò trường nè. Cái này ngon lắm nè. Trứng. Cái trái này trái gì không biết luôn. Đây có đùm trứng nữa nè, này chưa đẻ bởi vậy cái đùm vừa trường là nó xíu. Ngon lành, ngon lành. Rồi kim kim tan nát. Rồi hai em này ở đây đây, giờ mình sắt cái máy này của ai. Đó giờ mình sắt ra, mình lục trong cái đồ của ba mình mua có mấy trái ổ qua tay các bạn, qua tay với trái bí nữa thôi. Giờ mình gọt ra mình xào. Rồi bây giờ mình ấy thôi, mình gọt ra các bạn ơi, gọt ra mỏng mỏng mình xào. Còn cái ổ qua tay mình móc ruột ra luôn. Đơn giản, rớt một miếng rồi rửa thôi. Bây giờ bật lửa các bạn ơi. Rồi xong, vô dầu, ít dầu thôi, tại vì gà mỡ quá trời. Quên nó đáng lý khỏi dầu luôn các bạn, gà này mỡ quá trời. Rồi đọc hỏi thôi. Rồi xong. Rồi chín rồi các bạn ơi, quá ngon luôn. Thôi tắt lửa luôn. Rồi dứt thôi các bạn. Đó, ngon chưa? Mở gà vàng khè luôn. Bây giờ mình làm miếng cơm các bạn. Đây một tô cơm chào bá luôn các bạn. Đây tô cơm của con mình. Thôi giờ mình ra trước ăn các bạn. Rồi tới giờ ăn rồi các bạn ơi. Trời ơi cực kỳ ngon. Dồi vô trường rồi các bạn. Dễ gì các bạn biết. Rồi dứt thôi. Hai đứa này nó đang nghe mùi. Nè cho ăn miếng nè.
nè con. Rồi cắt không đứt luôn rồi. Cái này cắn sao ăn được. Kìa dưới đất nè. Có nhiều đó không á. Đó rồi không mà là rần nãy giờ. Nè. Trời ơi ăn đã không? Chùm luôn. Dành giật của tôi nữa. Trời ơi, thịt gì da nhấp à, cứ ngắt. Chắc không đứt luôn các bạn, cái hai cái kéo giỏm. Rồi cho ăn miếng coi. Thôi mời các bạn nha. Ngon quá các bạn. Làm con gà 1 tiếng rưỡi nó mới chín được vậy. Mới được hết nữa rồi. Cắt ra để con ăn không tiêu ạ. Bả thịt này cứ ngắt. Rồi cái nè hả? Một cái kéo lục nhầy. Cho miếng gan nè. Miếng gan dễ cắt nè. Đây, có miếng gan nữa đây. Ngon chưa? Rồi, tới cha ăn đây. Thôi mời các bạn ăn nha. Quá ngon luôn. Quá đã luôn. Vừa nóng hổi vừa thỏi vàng luôn các bạn ơi. Cho con miếng nữa. Mê luôn, mê ly. Cái này là vẫn hiếm lắm á mà cho con ăn nè. Tại vì hết rồi, hết đồ ăn trong tô rồi nè. Giò trường đây. Bây giờ cũng chiều các bạn, 4 giờ các bạn nên chuẩn bị mình đi làm rồi, và cũng chuẩn bị cho đằng cuốn ăn là mình mới đi. Cho hai đứa này ăn trước rồi xong cái mình cho đằng kia mấy thằng anh lớn ăn hả nè. Ngon quá. Thôi tới giờ là mình vô mình cho chó ăn các bạn. Thôi xin chào các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Xin chúc các bạn và gia đình có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào.